Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bộ môn công nghệ lớp 9. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây. Trên đây là những hình ảnh do chập điện dẫn đến cháy nổ, các thiết bị và đồ dùng điện bị hư hỏng gây ra hỏa hoạn, làm tổn thất về của cải và quan trọng nhất là tính mạng của con người bị đe dọa. Để làm gì tránh được tai nạn điện trong quá trình sử dụng thì chúng ta cần phải nắm rõ cách lắp đặt dây dẫn của mạch điện, cũng như phải thường xuyên kiểm tra an toàn các phần tử trong mạch điện gia đình. Giúp các em hiểu được những kiến thức trên, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Nội dung chính. Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà. Bài 12. Kiểm tra an toàn của mạch điện trong nhà. Mục tiêu của bài học. Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà. Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn của mạch điện trong nhà. Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạch điện trong nhà. Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn mạch điện trong nhà. Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà. Các em quan sát hai hình ảnh. Đây là hai kiểu lắp đặt của mạch điện trong nhà. Hình thứ nhất là lắp đặt mạch điện kiểu nổi. Hình thứ hai, lắp đặt mạch điện kiểu ngầm. Mạch điện lắp đặt kiểu nổi. Các em quan sát những hình ảnh sau đây để thấy được cách lắp đặt mạch điện kiểu nổi. Là dây dẫn được đặt nổi theo trên trần nhà, cột hoặc là dầm xà. Khái niệm lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện theo trần nhà, cột, dầm xà. Vật cách điện được chúng ta sử dụng là những vật cách điện nào? Chúng ta qua phần A tìm hiểu các vật cách điện. Ống luồng dây PVC. Kiện đi kèm theo ống, ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp. Các em biết chiều dài của ống là từ 2 đến 3 mét. Nếu diện tích phòng của chúng ta từ 4 đến 5 mét thì buộc chúng ta phải nối hai cái ống lại với nhau, thì lúc này chúng ta sử dụng ống nối nối tiếp. Để giữ được các ống trên tường, buộc chúng ta phải sử dụng kẹp đỡ ống. Để tăng độ thẩm mỹ, các vật cách điện đặt trên tường và an toàn cho người sử dụng, chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua một số biện pháp an toàn khi sử dụng phương pháp lắp đặt kiểu nổi. Một số yêu cầu kỹ thuật của mạch điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. Các em nhìn vào hình. Đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất 2,5 m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10 mm. Tổng diện tích của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% diện tích ống. Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5 m để an toàn cho người sử dụng
và thuận tiện khi chúng ta điều khiển. Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh, phải tăng thêm kẹt ống. Không luồn các dây dẫn khác cấp điện áp chung một ống. Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn qua các ống cách điện. Hai đầu dây ống phải nhô ra khỏi tường 10mm. Các em nhìn hình minh họa. Các em quan sát cách lắp đặt mạch điện kiểu ngầm. Vậy, dây dẫn được lắp đặt kiểu ngầm như thế nào? Khái niệm là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn bê tông và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà. Các em thấy về đặc điểm của phương pháp lắp đặt kiểu ngầm rất là đẹp, có độ thẩm mỹ cao, đó là đặc điểm của phương pháp này. Đảm bảo được vẻ đẹp mỹ thuật và tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện, nhưng khó sửa chữa khi hỏng hóc. Lưu ý, việc lựa chọn cách lắp dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện. Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. Các em nhìn vào hình vẽ. Cần kiểm tra những phần tử nào của mạng điện trong nhà? Các em suy nghĩ trả lời. Các em đã có câu trả lời rồi chứ? Kiểm tra dây dẫn điện, kiểm tra cách điện của mạng điện, kiểm tra các thiết bị điện và kiểm tra các đồ dùng điện. Tuy nhiên, lưu ý, trước khi kiểm tra, phải ngắt nguồn điện. Nếu em có bản thông báo càng tốt. Kiểm tra dây dẫn điện. Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây dẫn trần hay không? Tại sao? Các em suy nghĩ trả lời. Dây dẫn điện trong nhà không nên dùng dây dẫn trần vì rất nguy hiểm đến tính mạng con người trong nhà. Khi lắp đặt, có được buộc dây lại với nhau hay không? Tại sao? Các em suy nghĩ trả lời. Dây dẫn điện trong nhà không được buộc lại với nhau để tránh nhiệt độ tăng có thể làm hỏng lớp cách điện. Đây là nguyên nhân gây ra tai nạn điện rất nhiều. Các em cần lưu ý. Kiểm tra cách điện của mạng điện. Các em nhìn hình minh họa. Kiểm tra các ống luồng dây dẫn, kiểm tra rò điện. Chúng ta có thể sử dụng bút thử điện để kiểm tra rò điện. Kiểm tra các thiết bị điện. Kiểm tra cầu dao công tắc. Trên đây là những hiện tượng và cách khắc phục. Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ. Thay công tắc mới. Mối nối dây dẫn của cầu dao công tắc tiếp xúc không tốt hoặc bị lỏng. Ngắt cầu dao, tháo ra, nối lại mối nối. Ốc vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra. Cách khắc phục: dùng tu vít để vặn lại cho chắc chắn. Đây là những ký hiệu trạng thái làm việc của cầu dao và công tắc. Hướng chuyển động
lên, xuống, sang ngang, sang trái, sang phải. Nếu ký hiệu 1 là đóng thì mũi tên chỉ lên trên, hoặc công tắc nằm ngang thì chúng ta phải chỉ bên bên phải. Ký hiệu 0 là cắt, mũi tên đi xuống. Vậy kiểm tra vỏ mối nối dây dẫn với phụ kiện các ốc vít, hướng chuyển động của núm đóng cắt của thiết bị. Kiểm tra cầu chì. Khi kiểm tra cần chú ý, cầu chì được lắp đặt ở dây pha bảo vệ cho các thiết bị và đồ dùng điện. Cầu chì phải có nắp tre, không bị hở. Kiểm tra số liệu kỹ thuật định mức của cầu chì với yêu cầu làm việc của mạch điện. Ổ cắm điện và phích cắm. Phích cắm điện, vỏ, chốt cắm phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện. Các dây nối vào ổ cắm điện, phích cắm điện phải đảm bảo an toàn kỹ thuật điện. Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho nhiều cấp điện áp khác nhau. Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc nhiều bụi. Đó là nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn điện. Kiểm tra các đồ dùng điện. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện. Kiểm tra dây dẫn và các mối nối. Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện. Phải kiểm tra định kỳ và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời. Nếu chúng ta không sửa chữa kịp thời, có thể dẫn đến cháy nổ. Sau bài giảng của cô, muốn kiểm tra phần hiểu biết của các em qua bài tập củng cố như sau. Câu 1. Các em suy nghĩ trả lời. Các em đã có đáp án rồi chứ? Lắp đặt nổi. Lắp đặt ngầm. Câu 2. Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần A. Kiểm tra mạng điện theo định kỳ. B. Thay thế thiết bị hư hỏng. C. Sửa chữa thiết bị bị hỏng. D. Cả ba đáp án trên, các em suy nghĩ trả lời. D. Cả ba đáp án trên. Sau đây chúng ta tóm tắt bài học lại qua sơ đồ. Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. Hướng dẫn học sinh tự học. Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa trang 53. Các em sẽ chuẩn bị ôn tập thi học kỳ 2. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Bài học của cô tới đây là hết.